Xin chào quý anh chị nhà đầu tư Chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối Tại kênh youtube Safari Investment Và tôi là Quân Đông Sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay Và chủ đề đông muốn gửi tới cho cả nhà trong video buổi tối ngày hôm nay Đó là khi nào chúng ta nên chốt lời cổ phiếu Và đông tin chắc video này rất cần thiết cho những anh chị nào mà chúng ta đang cầm hàng ở thời điểm hiện tại, thị trường chung đã có một phiên test cung rất đẹp vào ngày hôm nay và rất nhiều những mã cổ phiếu tăng tốt, tăng khỏe trong phiên hôm thứ tư cũng đã có một phiên tái cung đẹp thậm chí là tăng ngược trở lại khiến cho nhà đầu tư bắt đầu có những sự kỳ vọng lớn hơn đối với lại thị trường chung nhưng rủi ro của thị trường có lẽ cũng đã có nhiều anh chị của chúng ta đã quên đi khi mà thị trường tăng rất là tốt trong một hai phiên vừa qua đúng không ạ và rõ ràng là nhà đầu tư rất là mau quên trong những cái thị trường tăng giá và trong video buổi tối ngày hôm nay thì Đông cũng muốn là dành ra À, những cái góc nhìn chi tiết hơn về thị trường chung cũng như là chia sẻ cho quý anh chị đâu là cái vùng giá hợp lý để mà anh chị bắt đầu chốt dần à, những cái vị thế của chúng ta để bảo vệ thành quả cho một cái quá trình mà chúng ta đầu tư anh chị ha và nếu như cả nhà thấy video hay video hữu ích thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho đông ủng hộ cho kênh bằng cách là quý anh chị nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha và nếu đây lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới safari investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối và làm việc với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới thì cả nhà cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới Safari chia sẻ những cái video mới sẽ gửi thông báo để cho cả nhà sớm nhất và để cho quý anh chị có thể cập nhật cái góc nhìn trực tiếp ở trong phiên giao dịch và nhận được các tư vấn thì đông mời quý anh chị tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng đông có để cái mã QR có ở đây anh chị nào chúng ta đang xem bằng điện thoại đang cầm điện thoại trên tay có thể là quét trực tiếp cái mã QR code và anh chị nào chúng ta không quét được mã QR code thì đông có để cái đường link tham gia nhóm Zalo cộng đồng dưới phần mô tả dưới phần bình luận và đông rất mong có thể gặp được anh chị trong nhóm sớm nhất để chúng ta có cơ hội hợp tác đầu tư và cùng nhau tăng trưởng tài sản và né được những cái giai đoạn khó khăn của thị trường anh chị ha và trước khi bắt đầu video buổi tối ngày hôm nay thì đông cũng muốn dành ra một ít phút để cập nhật lại cái dự báo thị trường ngày 15 tháng 3 mà đông đã chia sẻ cho quý anh chị trong nhóm Rìa mỹ âm vào tối ngày hôm qua cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là đông cũng đã chia sẻ với quý anh chị rằng á, cái phiên giao dịch ngày 14 tháng 3 tức là phiên ngày hôm qua cái việc mà thị trường chung của chúng ta trả điểm về vùng giá là 1.158.67 với đóng góp giảm lớn nhất đó chính là nhóm ngành ngân hàng thì đông đánh giá đây là một nhịp cần thiết để mà thị trường kích xì cái bong bóng đầu cơ sau 2 giờ của phiên tăng nóng hôm thứ tư anh chị ha thì đây là một điều cần thiết không vấn đề gì cả và đông cũng đã kết luận rằng đây là phiên tết cung thành công À, của thị trường chung của chúng ta và cho thấy lực cầu đang chiếm ưu thế và nếu mà chúng ta nhìn toàn thị trường anh chị chưa thấy một cái bức tranh nó rõ rệt thì anh chị nhìn vào cái mã cổ phiếu đơn cử như là DGD và RVR thì phiên ngày hôm qua thì đã là phiên hàng về của phiên tăng mạnh của các mã cổ phiếu này và đó là cái phiên tăng trần à, hôm thứ ba á thì những mã cổ phiếu này vẫn giữ xanh khá là tốt và lực cầu giá cao đang được duy trì khá là khỏe nên là phiên ngày hôm qua chúng ta đã thấy là một phiên test cung khá là đẹp rồi tại vì ngày hôm qua thì việc mà vận động dòng tiền thì chủ yếu là những cái nhóm ngành À, trả điểm lại sau cái nhịp tăng đóng 2 giờ này ngân hàng là thép là thì trả điểm lại nè còn nhóm bán lẻ là cái nhóm tăng mạnh nhất trong thời gian vừa qua à, thì cũng đã bắt đầu điều chỉnh trở lại sau phiên ngày hôm qua à, các nhóm ngành lan tỏa tốt nhưng mà vẫn bị chốt lời chưa duy trì được lực cầu giá cao bởi vì ngày hôm qua thì thị trường chung của chúng ta điều chỉnh và giảm điểm và tâm lý lo ngại khá là nhiều cho nên các cái nhóm ngành uh, trong phiên ngày hôm qua có sự luân lân chuyển và lan tỏa về dòng tiền nhưng không duy trì được động lực cầu giá cao cho nên là ngày hôm qua cuối phiên cũng bị điều chỉnh trở lại nhưng cũng đã có một số cổ phiếu đơn cử như câu chuyện của RVR và DGD hoặc là một số cái mặt cổ phiếu đầu ngành trong các cái nhóm mà tăng tốt thì vẫn giữ được trên khá là tốt và phần tiếp theo đó chính là phần uh, kịch bản dự phóng À, hôm qua thì Đông đánh máy nhanh quá cho nên là mình đánh nhầm cái tháng 3 thành cái tháng 4 anh chị ha Thì Đông có dự phóng cái kịch bản mà ngày hôm nay á, tức là phiên ngày 15 tháng 3 á, là sẽ là phiên hàng về của phiên hồi phục mạnh của thị trường chung của chúng ta Tức là phiên thứ tư và khả năng test cung thành công trên vùng giá là 1260 là 90% Và cái mức 90% này là Đông nâng từ mức 80% 80% này Đông có chia sẻ với quý anh chị rằng trong cái nhận định ngày 14 tháng 4 năm 2020 cho đến chị ngày 14 tháng 3 năm 2023 anh chị ha. Sau đó thì Đông cũng đã có chi tiết hơn chia sẻ cho quý anh chị rằng chúng ta sẽ có hai cái kịch bản mà ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét đó chính là cái kịch bản cơ sở và kịch bản vượt kỳ vọng. Đối với lại kịch bản cơ sở thì thị trường chúng ta sẽ tiếp tục đi sai quay trong biên độ là 1265 cho tới vùng là 1275 và dòng tiền luân chuyển đến các nhóm ngành chưa tăng giá trước đó và đặc biệt yếu tố đó chính là nhóm băng phải cân bằng trở lại và không điều chỉnh nữa kịch bản số 2 đó chính là kịch bản vượt kỳ vọng thì thị trường sẽ tết cung thành công và vượt đỉnh 1276 với sự dẫn dắt của nhóm ngành mít cáp và đặc biệt cái nhóm này đông có nói cho quý anh chị rằng đó chính là những cái nhóm như là bất động sản đầu tư công và nhóm băng nhóm bán lẻ và nhóm phân bón là nhóm đã điều chỉnh trong À, phiên giao dịch hôm thứ năm thì bắt đầu phải có sự cân bằng trở lại và nhịp phục hồi à, cùng với lệnh chung của chúng ta. thì Đông có đánh giá hai kịch bản này thì khả năng rất là cao kịch bản cơ sở sẽ xảy ra là 70%, kịch bản vượt kỳ vọng sẽ là 30%. và chi tiết hơn thì Đông cũng đã có chia sẻ cho quý anh chị ở trong nhóm cộng đồng. À, nếu anh chị nào mà chúng ta có xem uh, phiên sáng ngày hôm nay thì Đông có gửi lên cái hình ảnh là Đông có cắt ra cái phần này để cho anh chị xem. nói về vị thế đầu cơ thì nếu như mà thị trường đi theo với kịch bản cơ sở thì có thể là cân nhắc giải ngân đầu cơ đối với lại là tỷ trọng nhỏ đó là nhóm cổ phiếu là BNJ là HSG là BVS là HH là SHS còn nếu mà thị trường đi theo kịch bản là vượt kỳ vọng thì là dừng mọi hoạt động giải ngân và chủ động là chốt lại cổ phiếu và thu gọn nhanh một thì ngày hôm nay thì chúng ta đi theo kịch bản là kịch bản cơ sở khi mà chúng ta chưa có những cái nhịp bứt phá quá mạnh và một số những cái nhóm ngành đặc biệt là nhóm ngành băng nè bán lẻ và phân bón đã có sự cân bằng trở lại nè nên là trong phiên ngày hôm nay thì mình cũng đã cho quý anh chị trong nhóm premium tham gia một số các mã cổ phiếu à, trong cái trong cái nhóm này ha thì những anh chị nào mà chúng ta trong nhóm cộng đồng anh chị có tham gia cùng À, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục và quan trọng cái việc đó chính là quản trị vị thế trong cái giai đoạn sắp tới ha và đặc biệt đó với là những cái yếu tố đầu cơ trong ngắn hạn thì chúng ta cũng sẽ chốt với nhau về cái cách xử lý đó chính là phiên t cộng t cộng ba hoặc là t cộng bốn hàng về là chúng ta có sẽ cân nhắc để mà chúng ta à, chốt lại cái vị thế đó với vì, vì giai đoạn hiện tại đó, đông sẽ chấp nhận cho yếu tố là chúng ta sẽ mua chậm nhưng mà chúng ta sẽ bán nhanh đó là mua chậm là chờ xác nhận và những cái yếu tố thì chúng ta đạt để mà chúng ta mua chấp nhận mua cao hơn một phần cũng được nhưng mà không để yếu tố là rủi ro để mà chúng ta kẹp hàng và bán nhanh đó chính là khi mà nó xảy ra những yếu tố rủi ro đặc biệt là hàng về mà chúng ta đã chạm cái ngưỡng vi phạm là tiện gì cũng nên cắt lộ cổ phiếu để tránh cho cái yếu tố là chúng ta mở rộng danh mục ra nhưng mà không hiệu quả mà anh chị không quản lý kịp dẫn tới yếu tố rủi ro khá là nhiều ha phiên sáng ngày hôm nay thì thị trường chung của chúng ta đi theo một cái kịch bản à là kịch bản kỳ vọng kịch bản vượt kỳ vọng anh chị ha khi mà chúng ta thấy là trong phiên sáng với là cái nhịp phục hồi khá là mạnh từ lúc mà thì chúng ta giảm về còn vùng giá là 1258 test lại cái điểm ngày hôm qua sau đó phục hồi lên cao nhất là 1266.48 trong phiên sáng. Thì ở cái thời điểm này thì các cái mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản nè, trong nhóm đầu tư công tăng khá là tốt. Và đặc biệt ngày hôm nay bất động sản tăng không phải là nhóm bất động sản giá trị mà đây là những nhóm bất động sản đầu cơ. Trong thời gian vừa qua chưa tăng giá bắt đầu đã có những cái nhịp bật tăng trở lại. Và mã cổ phiếu nổi bật nhất đó chính là mã cổ phiếu HDC anh chị ha, HDC tăng trần nè. À, tăng trần trong phiên sáng nè và giữ cái mức tăng trần này À, từ lúc là 9 giờ 52 cho tới là hết phiên giao dịch luôn anh chị ha đó là khả năng trong phiên sáng thì Đông có chia sẻ với anh chị rằng là khả năng hiện chúng ta đi theo kịch bản vượt kỳ vọng cho nên là mình cũng chưa có tham gia mua mới nhưng mà với cái yếu tố là hiện chúng ta bắt đầu điều chỉnh trở lại thì anh chị thấy rõ ràng là các cái mà cổ phiếu của chúng ta cần một cái nhịp tích cung quan trọng này cho nên là trong phiên ngày hôm nay thì cho tới lúc là 2 giờ thì đông đang đánh giá trở lại thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái nhóm ngành ngân hàng anh chị thấy là bắt đầu nó đã cầm máu trở lại và bắt đầu là đấy sau cao hơn đấy trước đấy sau con đấy trước và nâng dần và tăng điểm lên và cái nhóm bán lẻ anh chị cũng thấy nào đấy sau con đấy trước đấy sau con đấy trước và cũng nâng dần lên tức là những cái nhóm mà giảm mạnh trong ngày hôm qua bắt đầu đã cân bằng và phục hồi tốt lên trở lại và các cái nhóm ngành khác thì cũng tiếp tục lan tỏa dòng tiền nhưng mà cổ phiếu tăng mạnh trong phiên sáng như là nhóm bất động sản thì cũng giữ được cái lực cầu giá cao, đông đánh giá là tương đối tốt cho nên phiên chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã có tham gia cho nhóm premium tham gia mua một số những cái mã cổ phiếu để kỳ vọng cho một cái nhịp đầu cơ ngắn hạn đó là cái cập nhật về cái dự báo cũng như là hành động trong phiên ngày hôm nay anh chị ha còn sắp tới đây thì đông sẽ chia sẻ cho anh chị chi tiết hơn về À, sau những cái đánh giá vận động này thì sắp tới thì chúng ta sẽ đi tới cái vùng giá nào và đó sẽ là cái vùng giá mà chúng ta sẽ cân nhắc cho câu chuyện là chúng ta có nên chốt lời cổ phiếu hay không đầu tiên ngày đông sẽ nói về một chút về phần kỹ thuật ngày hôm nay để mà cho anh chị nắm đối với kịch bản mà chúng ta dự phóng về mức độ tăng giá của vn index thì đông cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị cái góc nhìn của mình sẽ đi theo cái macd anh chị ha để mà cho anh chị chúng ta nắm thứ nhất là hôm trước đông có chia sẻ với quý anh chị á cái hôm mà đông nói với anh chị rằng là khả năng cái phiên test cung này nó lên tới số là 80% ở phiên dịch ngày 14 tháng 3. Bởi vì là đông đánh giá ở trong cái bối cảnh hiện tại thì việc mà MACD của chúng ta chỉ có một đỉnh đầu tiên thì xác suất rất là cao cái nhịp này sẽ test cung thành công và có một cái nhịp tăng sắp tới và sau đó thì bắt đầu sẽ tạo thành một cái hình đỉnh MACD đông vẽ minh họa thế này để cho anh chị dễ hiểu. Thì lúc này anh chị thấy là cái gì cái đỉnh sâu của trên biểu đồ giá của chúng ta sẽ là cái đỉnh sau cao hơn cái đỉnh trước còn ở MACD thì cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước nó tạo ra một cái yếu tố phân kỳ thì đây là một trong những cái tín hiệu kỹ thuật khá là rủi ro và đây cũng là một trong những cái tín hiệu kỹ thuật đông đánh giá là có cái xác suất xảy ra khá là cao để mà báo hiệu cho thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp là điều chỉnh hoặc là đảo chiều ở trong ngắn hạn nên là về yếu tố kỹ thuật thì đông đánh giá thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp tăng điểm và chắc chắn là sẽ vượt được cái vùng đỉnh ngày 6 tháng 3 Đó là cái vùng giá cao nhất ngày 6 tháng 3 là 1.277.51 thì khả năng thì chúng ta sẽ chạm được cái vùng giá là 1.280 cho tới vùng giá là 1.285 đây đông sẽ nói lại cho anh chị xem ha đây là cái vùng sắp tới mà điện chúng ta sẽ chạm tới thì quanh cái vùng giá này thì đông đánh giá xác suất mà điện chúng ta sẽ đảo chiều khá là cao đây là về cái yếu tố kỹ thuật À, riêng về body còn tiếp theo chúng ta sẽ đi theo một cái mà chúng ta hay thường nói với nhau đó chính là vận động và luân chuyển dòng tiền ở các cái nhóm ngành thì anh chị thấy là hai cái nhóm cổ phiếu mà giảm điểm mạnh trong ngày hôm qua là nhóm ngân hàng và nhóm bán lẻ sau đây anh chị là ba nhóm là có nhóm hóa chất trong đó là chủ yếu là nhóm phân bón thì ba nhóm này giảm khá là mạnh thì ngày hôm nay bắt đầu đã có sự cân bằng khá là tốt và đặc biệt cái nhóm cổ phiếu ngân hàng à, trong cái nhịp sâu à, 14 giờ thì tăng điểm lên khá là khỏe à nhìn chung qua thì anh chị thấy là cái nhóm này đặc biệt nổi bật nhất đó chính là một cổ phiếu VIP nè à ngày hôm thứ tư bắt đầu có một cái nhịp phục hồi trở lại ngày hôm nay tiếp tục test cung và tăng lên thì tính ra cho tới hiện tại bây giờ thì mà cổ phiếu VIP đã quay trở về À, cái vùng à, cung trước đó à, trong cái thời điểm giao dịch là từ phiên giao dịch ngày 21 tháng 2 cái phiên ngày 23 tháng 2 vùng cung này cũng tương đối nhiều. Và đồng đánh giá là khả năng rất là cao VIP sẽ có một nhịp vượt nhẹ qua cái vùng giá là 22.7. bởi vì cái form này anh chị thấy là bắt đầu dòng tiền ngày hôm nay vào khá là mạnh nên chắc chắn là sẽ có yếu tố FOMO trong phiên thứ hai. Nên việc mà vượt qua cái vùng đỉnh này là 22.7 sẽ à, không có gì đó quá là khó khăn. Nên chắc chắn là cái nhóm ngành ngân hàng đặc biệt là VIP này sẽ đóng góp một cái đà tăng này. MB băng thì cũng đã có một cái phiên test cung thành công nên việc mà MB băng quay trở lại cái vùng giá trước đó để mà test cung quanh cái vùng giá này là vùng giá 24.5 khả thi rất là cao và nhìn chung thì nếu anh chị thấy là ngày hôm nay hầu hết các băng đều test cung khá là đẹp ACB anh chị thấy nè cái việc mà ACB quay trở lại cái vùng giá 28 là vô cùng khả thi thì hầu hết cái mà cổ phiếu trong nhóm ngân hàng á, cái dư địa tăng giá thì nó sẽ dao động được khoảng tầm là từ 1.5 cho tới là 2.5 phần nên là nếu vậy là nhóm ngân hàng mà tăng 1.5 cho tới 2.5% chắc chắn sẽ đóng góp vào cái chỉ số chung của chúng ta về cái mức độ tăng giá nó cũng khoảng tầm là từ 8 cho tới khoảng tầm là 10 điểm à, thì chúng ta chỉ mới thấy nhóm ngân hàng thôi còn các cái nhóm khác thì đông đang đánh giá đã có một cái yếu tố tết cung khá đẹp trong phiên ngày hôm nay đặc biệt là cái nhóm chứng khoán thì thấy là mà cổ phiếu VDS ngày hôm nay tết cung thành công sau đó tiếp tục tăng nè VCI là một cổ phiếu tăng rất mạnh trong phiên ngày 13 tháng 3 ngày hôm nay cũng tết cung khá là thành công và đây là cái nhóm đã có sự phản ứng sớm hơn so với thị trường chung của chúng ta còn cái nhóm mà nó chưa vượt được cái đỉnh à, tháng 9 của năm 2023 có phía như là VND nè hay là mã cổ phiếu SHS nè hay là mã cổ phiếu VS nè VS thì hôm trước nó cũng đã vượt rồi nhưng mà đang test trở lại thì khả năng rất là cao cái nhóm cổ phiếu à, trong nhóm chứng khoán á, nó sẽ đi theo là cái sóng ngành là cái nhóm cổ phiếu middle anh chị ha thì cái nhóm cổ phiếu mà chuẩn bị à, test lại cái vùng giá là đỉnh tháng 9 năm 2023 và cái nhóm vượt được cái vùng đỉnh này thì xác suất cái nhóm này sẽ tăng được khoảng tầm là từ 4 cho tới 5% thì cũng sẽ đóng góp và chỉ số của chúng ta tăng khoảng tầm là từ 2 cho tới khoảng tầm là 3 điểm. À vì chúng ta đã thấy hầm hầm cộng lại khoảng tầm là 13 điểm rồi. Còn dư địa của nhóm bất động sản đầu cơ đông đánh giá trong phiên ngày hôm nay có đơn cử là cổ phiếu HDC đã vượt hẳn qua đường mã 200 thì đánh giá là đang khá là đẹp thì khả năng là cổ phiếu này nó vẫn sẽ tiếp tục thu hút được cầu lên vùng nhóm khoảng tầm là 35 còn các cái mặt cổ phiếu trong nhóm bất động sản À, hồi chiều ngày hôm nay đâu có chia sẻ với quý anh chị cái quan điểm này đã có nhiều anh chị hỏi đông lắm nhiều anh chị hỏi đông là vì sao con mua bất động sản đầu cơ giai đoạn này tại vì đang thấy dòng tiền vào rất là khỏe và đợt vừa qua cứ nhóm nào mà có dòng tiền vào thì cỡ gì thì cũng kéo được tiếp tục và đang kéo khá là mạnh như cái một cái nhóm bán lẻ anh chị thấy nè hay nhóm thủy sản này, hay nhóm dệt may nè có dòng tiền vào đầu rồi kéo rất là khỏe nhưng mà thật ra các bản chất về đầu tư đâu muốn chia sẻ thêm cho quý anh chị nắm đó, đó là giai đoạn hiện tại đó, cái góc nhìn của nhà đầu tư về thị trường đó, và mình làm trực tiếp với lại khách hàng thì rõ ràng bây giờ khách hàng cũng đã bắt đầu hiểu dần về thị trường về cách vận động đó chính là bây giờ chỉ có những mặt cổ phiếu có nền tảng có nội tại doanh nghiệp và những mặt cổ phiếu đó nó có kỳ vọng về kinh tế và đặc biệt là báo cáo lợi nhuận trong quý một này nó có cái điểm sáng thì dòng tiền mới tiếp tục mua lên ở cái vùng giá cao còn các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì chắc chắn sẽ không có lợi cho mình hiện tại nên là mặc dù ngày hôm nay nhóm bất động sản tăng rất là tốt dòng tiền có vào nhưng đối với lại quan điểm của đông thì cái nhóm này sẽ rất khó để mà cho anh chị trading trong cái dịp là t cộng hàng về nên đông sẽ không ưu tiên cái nhóm này nè nên đông nó khá là rõ nè đó à, tại sao mình không tham gia nhóm cơ bản là vì dòng tiền đã thay đổi góc nhìn à, về cái nhóm đầu cơ cho nên là nếu bất động sản loại trừ năm à, long ca ra thì phần lớn cái mặt cổ phiếu có biên độ lớn này tính đầu cơ cao và nền tảng doanh nghiệp không mạnh nên đông sẽ ưu tiên những doanh nghiệp À, có cái ngành nghề đang có lợi thế về dòng tiền đầu tư vì thu hút dòng tiền à, đặc biệt là cái cầu giá cao á, nó sẽ tốt hơn còn những mà cổ phiếu nào mà à, có yếu tố đầu cơ sẽ rất là khó thu hút dòng tiền ở vùng giá cao cho nên là tại sao đó là lý do mà đông không có chia sẻ cho anh chị cái nhóm bất động sản trong đoạn hiện tại và rõ ràng là cái nhóm này nó cũng đã có sự phản ứng trong ngày hôm nay nè có mỗi ông DG ngày hôm nay là dòng tiền vào khỏe nè thì xác suất ông này sẽ vượt lên được khoảng quanh cái vùng giá là 29 thì chúng ta sẽ còn thấy là có một cái điểm sáng có thể là khả năng là đi rồi sẽ test là được quanh cái vùng đỉnh cũ này chứ còn hầu hết các một cổ phiếu ngày hôm nay thì hãy trong nhóm bất động sản Đức Xanh là chị thấy không ạ à? kéo xong ngày hôm nay cuối cùng cuối phiên trả điểm về hết đúng không ạ à? tiếp theo là mà cổ phiếu SCR là ngày hôm nay cũng có một cái cung trên nè CEO là kéo lên xong cũng trả điểm hết nè Novaland nè kéo lên xong cũng trả điểm về hết nè CEI nè kéo lên cũng trả về hết nè BDR kéo lên cũng trả về hết nè thậm chí có những mà cổ phiếu uh, À, ngày hôm nay ông thấy là một cổ phiếu vốn hóa nhỏ như cổ phiếu Sam nghe cũng tiếp tục giảm tức là dòng tiền đầu cơ trong cái nhóm bất động sản nó đánh giá rất là khó duy trì được cái lực cầu quanh cái vùng giá cao và như một cổ phiếu như là Nam Long nè hay là cổ phiếu KDH nè thì ngày hôm nay là một cái phiên tết cung đông đánh giá khá là tốt với đây là những mà cổ phiếu đang nằm ở vùng biên trên nè và đang cao hơn về nên đét một nền giá nè đang tết cung khá là đẹp thì khả năng rất là cao dòng tiền sẽ tiếp tục quay trở lại cái nhóm này cho nên chị nào chúng ta có nhanh nắm nhóm bất động sản mà riêng về Nam Long và KDH anh chị cứ tiếp tục nắm giữ ha À, cho nên là chúng ta đang thấy là cái nhóm bất động sản này sẽ không đóng góp vào thị trường khá là nhiều rồi nhưng những cái nhóm khác như là cái nhóm dầu khí nè nhóm dầu khí là một trong những cái nhóm trong tuần này đang có sức bật khá là tốt với cái thông tin là cái giá dầu giai đoạn hiện tại là tiếp tục tăng khi cái căng thẳng địa chính trị nè điểm thì anh thấy là một cổ phiếu BVD nè là mã cổ phiếu dẫn sóng trong cái nhóm dầu nè ngày hôm qua dòng tiền mà khá là tốt nè hôm nay các cái mã cổ phiếu cho nhóm dầu khí chỉ đang test cung nhẹ trở lại thôi và khả năng rất là cao nhóm này vẫn sẽ tiếp tục tăng giá nè cũng sẽ đóng góp vào chỉ chung của chúng ta tăng lên được hai cho tới là ba điểm nè Nhóm cảng biển ngày hôm nay cũng là một phiên test cung trở lại khá là tốt nè sau cái nhịp tăng giá trước đó. và cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm cảng biển nếu mà loại trừ Zomadet ra thì mà cổ phiếu lớn á thì HAH nào, VSC này hay là vod là ngày hôm nay cũng đang test cung lại khá là đẹp và khả năng chuẩn bị cho một cái nhịp tăng. Nên là hầu hết thì đông nhìn chung qua thì các cái mã cổ phiếu trong nhóm Bitcap thì ngày hôm nay là một phiên test cung khá là đẹp nhưng mà cổ phiếu khỏe hơn thì nó có một cái nhịp tăng tốt hơn. Vĩnh Hoàng ngày hôm nay cũng đang test cung trở lại nè, ngày hôm nay cũng đang test cung trở lại khá là khỏe nè. IDA ngày hôm nay cũng đang test cung trở lại tiếp tục là mặt cổ phiếu ANV ngày hôm nay cũng đang test cung trở lại nè và đây là một trong những cái nhóm mà đông chia sẻ với quý anh chị là về câu chuyện xuất khẩu nên là nó vẫn sẽ có một cái kỳ vọng đó chính là báo cáo lợi nhuận trong quý 2 hoặc là quý 1 sắp tới đây sẽ có những cái cửa sáng nè phân bón ngày hôm nay cũng đang test cung trở lại nè anh chị ha ngày hôm qua bắt đầu điều chỉnh và giảm nè ngày hôm nay bắt đầu hấp thụ áp lực cung hàng về nên nhóm phân bón rất dễ kéo trong cái phiên thứ hai tức là nhìn chung qua thì các cái mặt cổ phiếu thiên về xu hướng là về mặt đầu tư và các mặt cổ phiếu có nền tảng đó thì đã có một phiên test cung thành công và rất có khả năng là phiên thứ hai sẽ có một cái nhịp tăng và riêng cái sóng về cái sóng mà đầu tư mà đặc biệt là hướng về xuất khẩu thì có cái sóng về các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như các một phiếu như là FPT nè câu chuyện của AI và câu chuyện của chip nè thì ngày hôm nay cũng đang test cung khá là tốt đây và cổ phiếu DGC nè đó cũng đang test cung khá là khỏe nè Zomadex cũng nhóm cổ phiếu lớn nè cũng đang test cung là khá là khỏe và cổ phiếu BNG nè các chị thấy nè hôm nay tết cung này đang khá là khỏe nên những cái nhóm này nó vừa sẽ tiếp tục đóng góp cho thị trường chung của chúng ta tăng giá cho nên xác suất mà thị trường chúng ta có một cái nhịp tăng theo cái yếu tố là luân chuyển ngành đó đánh giá là có cái dư địa tăng giá bởi vì đã có rất nhiều cái mặt cổ phiếu đã tết cung đẹp trong phiên ngày hôm nay rồi thì sẽ tiếp tục tăng giá ha ông nói thêm cái nhóm luân chuyển này để làm gì để cho anh chị thấy được rằng là dòng tiền đầu tư bây giờ là đang chiếm xu thế cho nên anh chị nào chúng ta đang có cầm hàng đầu tư á, thì cứ tiếp tục nắm giữ ha còn những anh chị nào mà chúng ta đã có lỡ FOMO trong phiên sáng ngày hôm nay đối với lại nhóm bất động sản thì đông đánh giá xu hướng chung của thị trường của chúng ta trong ngắn hạn trong tuần sau có thể là trước cái phiên đấu hạn thứ năm nó vẫn sẽ còn tốt cho nên anh chị nào mà chúng ta đã có tham gia cái nhóm đầu cơ thì đông tin chắc là ngày hôm nay nếu anh chị mua tham chiếu thì anh chị vẫn còn xanh nhẹ còn anh chị mà đu vòng giá cao ngày hôm nay anh chị cũng đã lỗ rồi nên là đó với lại những cái vị thế đầu cơ anh chị cũng nên cân nhắc để mà chúng ta xử lý trong ngắn hạn tốt nhất ha rồi cho nên là chốt lại quan điểm của Đông thì chúng ta sẽ lên được vùng giá là 1280 cho tới vùng là 1285. Thì vùng giá này thì Đông có lời khuyên cho quý anh chị rằng là những anh chị nào chúng ta đang có cầm hàng thì anh chị cũng nên hạ dừng. Đối với lại nhiều anh chị thì cái việc mà chúng ta bán cổ phiếu ra trong một cái xu hướng tăng á, nó sẽ không quen Và thường là chúng ta sẽ thường bán khi mà thị trường nó xác nhận có một cái tranh giảm hoặc là có yếu tố thông tin gì đó thì anh chị mới bán ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta bán như vậy đôi lúc á, là anh chị sẽ không bán kịp hoặc là đôi lúc anh chị thấy là giảm anh chị sẽ tiếc anh chị sẽ sinh ra cái sự kỳ vọng cho nên để tránh cái việc đó thì chúng ta cũng nên chủ động chúng ta bán tốt hơn là chúng ta bị động chúng ta bán anh chị ha và cách của chúng ta bán không phải là chúng ta bán hết toàn bộ danh mục mà anh chị cứ rải ra anh chị bán dần bởi vì xu hướng của thị trường năm đánh giá trước phiên đấu hạn sẽ còn khá là tốt nên anh chị nên rải ra để mà anh chị chốt và nên là ưu tiên bán ở vùng giá cao và với cái động thái hiện tại thì năm đánh giá phiên thứ hai sẽ có một cái nhịp fomo khá là tốt thì anh chị nên tận dụng cái nhịp đó để mà anh chị bán cổ phiếu quanh những cái vùng giá cao dần ha cung cấp thêm một cái góc nhìn để mà cho anh chị thấy về những yếu tố rủi ro thì giai đoạn hiện tại thì khối ngoại đang bán rồng thì chung của chúng ta khá là mạnh ngày hôm nay đông đồng ý với anh chị rằng là có cơ cấu có cơ cấu quỹ nên khối lượng ngày hôm nay bán cũng khá là nhiều nhưng anh chị nhìn vào nè trước đó khi chưa có cơ cấu quỹ thì chúng ta cũng đã bị bán khoảng tầm là hơn 600 tỷ với lại phiên ngày hôm qua nữa thì bán khoảng tầm là 900 tỷ trước đó là 400 tỷ khối ngoại đang bán rồng khá là nhiều trong giai đoạn hiện tại cho nên đông đánh giá là ở giai đoạn hiện tại khi mà một trong những cái dòng tiền dẫn dắt thì chúng ta tăng rất khỏe trong giai đoạn vừa qua đó chính là cái nhóm mà cái nhóm cổ phiếu mà à, có ba có ba chữ số đó, tức là những mà cổ phiếu mà đang có thị giá trên 100 á, thì đang được dòng tiền khó ngoài quan tâm khá là nhiều các cổ phiếu như là DGC nè hay là FPT nè cổ phiếu như là à, mà cổ phiếu zomade những cái nhóm cổ phiếu đó nó đó đóng góp cho một cái đà tăng khá là tốt thì bây giờ bắt đầu anh đi thấy là cái nhóm này đang bị chốt lời khá là mạnh rồi cho nên rằng đông đánh giá khả năng rất là cao cái xu hướng của thị trường chúng ta sẽ đảo chiều à, khá là dễ cho nên chị chúng ta cũng nên cân nhắc về câu chuyện là quản trị rủi ro nè trong những yếu tố quan trọng ha nói thêm cho cả nhà của chúng ta nắm về một chút về cái yếu tố diễn biến thị trường hiện tại đặc biệt là cái câu chuyện của thị trường tiền tệ thì giai đoạn hiện tại chị thấy là ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng đã bắt đầu hút tín phiếu khá là mạnh mẽ trong thời gian vừa qua à, tỷ đông sẽ mở trẻ để cho chị thấy nè Thị trường chung của chúng ta bắt đầu có thông tin hút cái tín phiếu nó bắt đầu từ ngày 11 tháng 3. Cho tới hiện tại chúng ta đã có 5 phiên giao dịch thì mỗi ngày hút 15 mà 10 15 nhân 5 nó sẽ là 75 phiên. Thị trường chung của chúng ta đã hút rồng là hút khoảng tầm 75.000 tỷ đồng từ hệ thống. Nên, nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều và cái việc mà hút á chúng ta sẽ không biết bao giờ nó sẽ có một cái điểm rơi. Bởi vì giai đoạn hiện tại như thấy là À, tâm lý chung của nhà đầu tư của chúng ta khi thấy thị trường tăng giá là chúng ta đều quên hết mọi thứ rủi ro Cho nên là nhà đầu tư chúng ta rất là dễ quên trong một cái thị trường mà đang tích cực trở lại Nhưng cái việc hút tiền đó nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng Và cái mà chúng ta nhìn vào ảnh hưởng rõ nhất là ngày hôm nay khi mà tỷ giá đã bắt đầu có một cái mức khá là cao Đông nhớ là sáng mình xem việc cơm băng đó, đó là mức 24.900 đồng một mức khá là cao rồi Nên chắc chắn cái việc mà bán tính phiếu này nó sẽ không dừng lại trong ngắn hạn và có thể là nó sẽ mở rộng ra cái kế hoạch này cho nên chắc chắn rồi thì chúng ta nó sẽ gia tăng và không phải là đợi tới khi bán hết tín phiếu rồi thị trường nó mới giảm và có khi anh chị thấy cái giai đoạn này nè trước đó anh chị có nhớ khi trường chúng ta trong giai đoạn tháng 9 khi mà hút tín phiếu lần đầu tiên là ngày 11 tháng 9 nè thì chúng ta giảm mạnh nhưng sau đó thì chúng ta phục hồi trở lại nè đúng không ạ cho nên là không phải là cứ hút tín phiếu là thì chúng ta nó sẽ giảm mạnh ngay mà nó bắt đầu sẽ phản ứng từ từ và cái gì nó cũng cần phải ngắm ngầm vào thị trường nhưng tới khi nó có một cái điểm rủi ro đó thì chúng ta nó sẽ điều chỉnh và giảm khá là mạnh lúc này chúng ta sẽ không kịp trở tay và cái mà đông muốn cho anh chị thấy nó trực quan hơn nó rõ ràng hơn á thì chị có thể là mở cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Việt Nam của chúng ta thì anh chị thấy đây nè cái giai đoạn mà tháng 9 giai đoạn tháng 9 của năm 2023 thì thấy là giai đoạn này nè là bắt đầu tính lợi suất trái phiếu chính phủ đó, nó đang tăng từ 2.8 nó tăng cao dần lên bắt đầu sang đầu tháng 10 nó đã ở đầu 3 rồi đầu ba còn giai đoạn hiện tại như thấy là bắt đầu tính phiếu của chúng ta đang ở vùng là 2.6 mặc dù nó đang còn cách rất là xa cái vùng giá này à, cách rất xa cái vùng giá này cho nên là cái dư địa của thị trường đông nói với anh chị rằng á, mặc dù bây giờ có hút tính phiếu trong phiên 2, thứ hai thứ ba nữa thì chúng ta cũng sẽ chưa có những cái nhịp rung lắc ngay nhưng sắp tới khi mà tính phiếu bắt đầu nó lên tới cái vùng giá khoảng tầm là 2.8 gần 3 chấm nó sẽ khá là rủi ro và cái quan trọng nhất trong cái giai đoạn hiện tại đó muốn nói với quý anh chị rằng á là chúng ta sẽ tính như thế này để mà cho anh chị thấy nó trực quan nè lợi suất trái phiếu của chúng ta bây giờ là 2.6 đúng không cả nhà 2.6 2.6 thì đối với lại cái lãi suất bây giờ mà các cái doanh nghiệp sản xuất cho vay ra là một cái lãi suất mà thấp nhất giai đoạn hiện tại nếu mà tính vào thêm cái phần lãi suất để mà chúng ta quy đổi ra thôi nha, cái này không phải là chuẩn 100% nhưng mà anh chị có thể là cộng từ 4 cho tới là 5% để mà chúng ta có một cái lãi suất hiện tại các cái doanh nghiệp sản xuất đang vay thì nó đang dao động ở một cái mức là khoảng tầm là đầu 7. Đầu 7 cho tới là khoảng tầm đầu 7.5%. Đây, con số 7 cho tới 7.5%. Thì con số này hiện tại thì anh chị có thể là nhân đôi lên nhân đôi lên là nó ra số là 14 phần trăm đúng không cả nhà nhân đôi là bốn phần trăm thì con số 14 phần trăm nó sẽ có ý nghĩa như thế nào cái con số 14 phần trăm này đó là con số nhân đôi của con số 7 phần trăm này lên và vì sao đông đẩy bảo là anh chị nên nhân đôi con số này ra bởi vì đây là cái phần chi phí vốn và thường các cái doanh nghiệp á, họ phải làm ra một cái biên lợi nhuận nó phải cao gấp đôi so với lại cái phần chi vốn của họ thì họ mới có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh được chứ còn bây giờ mà làm ra một cái biên lợi nhuận mà thấp hơn cái mức là nhân đôi như thế này thì chắc chắn cái phần lợi nhuận của họ nó sẽ không có và chắc chắn doanh nghiệp họ sẽ rất là khó trong quá trình là duy trì hoạt động thì lúc đó chắc chắn họ không duy trì được quá trình hoạt động thì họ sẽ ưu tiên cái việc là họ sẽ bán tài sản ra một trong những cái tài sản mà dễ bán nhất đó chính là cổ phiếu anh chị ha cho nên là khi mà cái chi phí vốn mà nó gia tăng lên nó làm cái rủi ro nó cao hơn đó, thì cái tài sản được bán ra nó sẽ là cổ phiếu cho nên cái này là cái mà chúng ta nhìn về cái góc nhìn của doanh nghiệp này. Đây là hiện tại thì anh chị thấy là bây giờ nó chỉ có 14% ha. nhưng mà để mà anh chị thấy giai đoạn hiện tại để mà doanh nghiệp có biên lợi nhuận 14% đặc biệt là sản xuất á, anh chị đếm trên đầu ngón tay không có nhiều, nó không có nhiều anh chị ha. Và đây là câu chuyện hiện tại anh chị. Còn nếu như sắp tới nó không phải là 2.6, 2.6 mà nó là 3.0 anh chị ha nó là 3 chấm thì khi mà cộng vào 4 cho tới 5% nè nó sẽ lên con số là khoảng tầm từ 8 cho tới 9% thì 8 đến 9% mà anh chị nhân đôi lên đó, nó lại ra một cái số là 16 cho tới 18% và rất ít doanh nghiệp nào mà đang có cái biên lợi nhuận nó ở một cái mức là từ 18 phần trăm và rất là ít luôn á cho nên cho đây hiện tại anh chị thấy khi mà chỉ cần một cái lợi suất trái phí chính phủ mà nó lên tới một cái vùng là 2.8 cho tới 3 chấm là nó vô cùng căng thẳng thì nó sẽ quay trở lại câu chuyện này anh chị ha thì các cái doanh nghiệp họ sẽ cũng ưu tiên cái việc là bán tài sản ra thì một trong những cái tài sản dễ thanh toán nhất chắc chắn nó sẽ là cổ phiếu thì lúc đó thì chúng ta nó sẽ gặp khá là nhiều cái áp lực nên đây là một cái góc nhìn mà đông muốn anh chị nhìn về cái mặt số liệu thì anh chị cũng sẽ thấy là nó phải có tính logic ở trong đó nên là cái lợi suất trái phiếu vụ này chị thấy nè kể từ khi mà bắt đầu nè đây là cái sự đây là cái sự manh nha của thị trường dần dần theo mà bắt đầu cái giai đoạn trước đó chị thấy nè là khoảng tầm ngày 4 tháng 8 anh chị thấy là nó không muốn đề gì cả nè đang ngày 4 tháng 8 năm 2023 nè 4 tháng 8 thì thấy không ạ à? không có vấn đề gì cả và đi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tăng nè nhưng bắt đầu anh chị thấy là lợi suất chi phiếu vụ bắt đầu là nhích dần lên thì thấy nè đang có xuống là đang nhích dần lên nè thì thị trường chúng ta bắt đầu là cũng đã có những cái phản ứng khá là mạnh rồi phản ứng khá là mạnh rồi đúng không ạ à? nhưng mà bắt đầu khi mà có một cái nhịp phục hồi lên đây á thì hầu như là những cái thông tin như là về như là về thị trường chúng ta sẽ khả năng là vượt đỉnh khá là cao cho nên là nhà tôi chúng ta cũng sẽ bỏ qua cái yếu tố này nhưng mà ở tại cái thời điểm mà phiên ngày 11 tháng 9 lúc mà ngày nhà nước hút tín phiếu á, thì ở đây đây 11 tháng 9 đây thì cái mức mà lợi suất chống của chúng ta nó khoảng tầm là 2.7 rồi à đây anh chị ha nhầm anh chị ha. đây là 2.75 rồi thì lúc này anh chị trọng qua đây anh chị thấy rõ ràng là nó là nó khá áp lực đúng không cả nhà cái lợi suất bây giờ của doanh nghiệp nó phải có biên lợi nhuận tầm là 16 nó mới cover được cái phần là chi phí vốn và nó mới bắt đầu vận hành được tiếp tục nữa cho nên là tại thời điểm này là bắt đầu là thị trường ta đã có yếu tố manh nha và để mà điều chỉnh trở lại rồi cho nên tụ chung lại giải thích ra nhiều để cho anh chị chúng ta nắm đặc biệt như chị nào chúng ta nghiên cứu về đầu tư thì hay là xem cái này còn đơn giản nhất là những nhà đầu tư nào chúng ta không có nhiều kinh nghiệm về thị trường á thì anh chị nên xem cái lợi số trái phiếu phủ này khi nào bắt đầu nó nhích dần lên cái mức là 2.7 hoặc là 2.8 thì khả năng rất cao là cái xu hướng của cái lợi suất này nó sẽ tiếp tục tăng về cái vùng giá cao hơn có thể là vùng là 3 cho tới là vùng cao nhất à, thời điểm của chúng ta nó sẽ là 3.2 lúc này đông chia sẻ với lúc mà 3.2 mà anh chị cộng thêm 4 cho tới 5 phần trăm nữa lúc đó là lợi suất nó khoảng tầm là từ 9 cho tới là 9.5 thì doanh nghiệp phải có biên lợi nhuận là 20 phần trăm thì lúc này làm gì mà làm ăn có lãi được đúng không anh chị đó, cho nên là thị trường chúng ta nó sẽ đổ đều nhưng một cái điểm tương quan là cái gì đỉnh của lợi suất trái phủ chính phủ nó sẽ là đáy của thị trường chung của chúng ta cho nên á, thị trường chung nó sẽ là có những cái sự phản ứng trước và cái mà chúng ta nhìn vào đây chính là chúng ta phải dự phóng được là khả năng sắp tới là cái này nó sẽ tăng được tới cái vùng giá nào thì đông có dự phóng cho anh chị rằng khả năng rất là cao nó sẽ tiếp tục tăng lên cái vùng giá này thì lúc mà khi lợi suất chính phủ của chúng ta lên cái vùng giá là 2.7 2.75 thì đủ ra tạo đỉnh của chúng ta nó sẽ khá là nhanh anh chị ha cho nên là chúng ta sẽ dự phóng trước chứ không phải là đợi tới khi mà nó tạo đỉnh rồi thì lúc đó anh chị thấy là ngày 23 tháng 10 khi mà lợi suất chính phủ bắt đầu tạo đỉnh rồi á, thì bắt đầu thị trường chúng ta bắt đầu gì? Bắt đầu vào dừng giai đoạn là tạo đáy và khi mà lợi suất chính phủ chúng ta bắt đầu điều chỉnh và giảm trở lại á, thì chúng ta bắt đầu như thế nào anh chị? Nó tăng lên, nó đang có cái sự tương đồng anh chị thấy không ạ? À? Cho nên bây giờ là chúng ta đang đứng ở một cái giai đoạn là chuẩn bị có những cái yếu tố sắp tới, cho nên là chúng ta nên có những cái yếu tố chiến lược và chuẩn bị sẵn anh chị ha. Nên là ông, thông qua cái góc nhìn này để cho anh chị thấy á là chúng ta sẽ tính được thời điểm nào mà doanh nghiệp họ sẽ không hoạt động được nữa và bắt buộc họ phải bán những cái tài sản của họ ra thì chắc chắn tài sản Hà Nội đầu tiên đó chính là tài sản về mặt à, à, cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán anh chị ha. là quan điểm của đông thì chúng ta nó cũng sẽ không thể nào mà nó tăng quá nhiều được trong thời điểm hiện tại nữa bởi vì à, lợi suất của chúng ta đang tăng lên khá là nhanh. À, ngày hôm trước có thể là khi mà lãi suất của chúng ta bắt đầu lên cái vùng giá là à, 2.5 là từ vùng giá là 2.4 lên 2.5 thì đi thấy có đây mà ngày 8 tháng 3 là thì chúng ta bắt đầu có phản ứng mạnh không cả nhà giảm một cái phiên rất là mạnh như thế này đúng không ạ? À? cho nên là quan điểm của đông gia điện tại á, nó đang có một cái sự tương quan khá là chặt chẽ ha cho nên câu chuyện nó như bây giờ là đang 2.6 mà bật một phát sắp tới lên 2.7 thì khả năng thì chúng ta cũng sẽ có một cái phiên giảm thậm chí là giảm mạnh hơn cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 3 nữa cho nên là cả nhà nên cân nhắc cái yếu tố này cho nó kỹ ha và cái vùng mà đông dự đoán chúng ta khả năng rất dễ tạo định sẽ là vùng là 1.285 sẽ là tạo đỉnh quanh cái vùng giá này À, dự đoán về đỉnh nó sẽ khá là khó nhưng mà nguyên tắc của đông á, là mình sẽ bắt đầu bán dần ở trong giai đoạn tuần sau và dừng mọi vị thế mua mới ha. ngày hôm nay thì sau khi thấy thị trường bắt đầu test cung đẹp thì khả năng đông đánh giá cái phiên T cộng tức là cái phiên thứ ba hàng về và cũng là trước phiên đấu hạn thì, thì chúng ta nó vẫn sẽ tích cực và có thể là chúng ta sẽ chốt là thành công nhưng bắt đầu qua thứ hai thứ ba mà anh chị mua là nó sẽ khá là đủ đo và có thể cái đáo hạn phải sinh sẽ là một trong những cái thực hiện hóa cho cái việc giảm điểm trong giai đoạn sắp tới ha cho nên là cả nhà của chúng ta cũng nên cân nhắc ha hôm nay thì đông nói khá là nhiều về mặt rủi ro để mà cho anh chị chúng ta cân nhắc về việc là không mua mới giai điện hiện tại và những anh chị nào mà chúng ta đang cầm cổ phiếu á thì anh chị cũng không phải là chúng ta bán đổ bán tháo mà chúng ta bắt đầu sẽ cân nhắc cái việc bán mà chúng ta sẽ bán quanh những cái vùng giá cao anh chị ha và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay Và với những cái góc nhìn chia sẻ cụ thể hơn về thị trường và đâu là cái vùng giá để mà anh chị bán Thì Đông rất là mong cả nhà của chúng ta có thể nâng cao cái yếu tố quản trị danh mục Và đặc biệt đó là anh chị nào mà chúng ta có một cái danh mục quá dài Quá nhiều cái mặt cổ phiếu thì team sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị Đông có để cái số zalo của mình Chứ cái phần zalo lô anh chị nào chúng ta có quan tâm thì có thể là gửi cái danh mục cho cái số zalo của Đông Đông sẽ hỗ trợ cho quý anh chị Và nếu như cả nhà thấy video hữu ích, video hay Cả nhà có thể là ủng hộ cho Đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này ha anh chị nào mà chúng ta yêu thương kênh và thấy kênh chia sẻ những cái giá trị kiến thức nó phù hợp với quý anh chị thì có thể là để lại cho đông số 1 hoặc để lại cho đông một cái tim để giúp cho kênh à, lan tỏa được video tốt hơn trên các cái cộng đồng ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đông xin chúc cho quý anh chị có hai ngày cuối tuần thật là vui vẻ cũng như an lạc bên gia đình và tuần sau chúng ta sẽ có à, những cái yếu tố tích cực của thị trường để mà cho anh chị bán những cái vùng giá tốt nhất và mang lại những cái cao nhất cho quý anh chị và đồng xin phép là hẹn gặp lại anh chị vào các video sau